Xin chào các bạn đã đến với khoa học in Autun của Nga Nguyễn. Phần 7, clip 3. Đây là clip cuối cùng trong cái phần hướng dẫn thiết kế để in Autun. Trong bài học hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cover là một cái hình in cơ bản. Phần 2 đó là hướng dẫn tách màu cơ bản để mà chúng ta có thể cắt được đề can và sau đó dùng cái đề can này để in áo hoặc là phục vụ cho nhiều mục đích khác. Phần cuối cùng sẽ là hướng dẫn các bạn làm file in áo thể thao. Đối với phần này thì tôi đã có clip sẵn và tôi sẽ ghép vào cuối clip này. Đây là 3 phần rất là quan trọng nên các bạn cùng theo dõi nhé. Giả sử như một khách hàng gửi chúng ta một cái logo nào đấy hoặc là nhờ chúng ta thiết kế, chúng ta lên trên internet chúng ta tìm những cái logo hoặc những cái hình mà nó đẹp, thì tuy nhiên tất cả những file này đều là file hình ảnh. Giả sử các bạn lưu lại đi đó. Giả sử tôi sẽ lưu hai hình đi, hình này cũng được, đây là logo chẳng hạn, hoặc là cái này đi, cái nào mà giả sử như những cái hình mờ thì mờ quá thì chúng ta sẽ phải vẽ lại. Còn những cái hình nào mà tạm được thì chúng ta có thể convert lại nó một cách đơn giản. Mình sẽ tìm một cái hình nào nó ở mức độ vừa phải để nó các bạn dễ hiểu. Rồi, mình sẽ kéo vào. Đó. Chỉ cần cầm kéo vào thôi. Đó, rồi. Mình bỏ cái hình nền này qua đây. Giả sử mình download trên internet về thì chúng ta sẽ thấy một cái hình như thế này. Đây là một cái file hình ảnh, nó không phải vector, và chúng ta muốn biến thành vector để chúng ta phục vụ cho mục đích của chúng ta, và chúng ta điều chỉnh chữ và thêm chữ rồi là điều chỉnh màu sắc chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái công cụ vẽ tự động ở trong này. Đấy, vẽ tự động thì tôi sẽ nhắc lại với các bạn, đó là vẽ tự động này chỉ sử dụng được cho gì, sử dụng cho hình in gì, hình in rõ đấy, hoặc nói chung là tạm được, ở mức độ tạm thôi nhé, tạm được chứ không nhất thiết phải là quá rõ đấy. Còn đối với hình mờ thì chúng ta không bao giờ chơi được. Đấy. Tôi sẽ thử ví dụ các bạn thế nào là vẽ tự động. Tôi bấm chuột phải đi. Các bạn vào đây này. Các bạn thấy cái chữ bitmap đúng không? Đây là giả sử tôi bấm vào đấy thì ngay lập tức nó sẽ chuyển thành vector. Nhưng mà các bạn thấy không? Hai bên này nó sẽ có sự khác nhau. Ở chỗ là bên này nó bị thiếu rất là nhiều chi tiết. Ví dụ màu đen nó bị mất này. Đấy, màu đen nó bị mất. Bởi vì là cái đơn giản là cái thuật toán của Corel ấy, là nó chỉ hiểu được, nó tự động làm việc được khi và chỉ khi nó rõ ràng. Bởi vì nó không, bản thân nó quá mờ, nó cũng không, con người mình nhiều khi cũng chả hiểu, chứ đến máy tính làm sao hiểu được, đúng không ạ? Ví dụ những cái chữ này, những cái chữ này, ví dụ chúng tôi, đây là chúng ta có tư duy chúng ta mới hiểu đấy là chữ chúng, nhưng nếu như với một cái mức độ nhòe như thế này thì nó không bao giờ hiểu được là đây là chữ chung, nó chỉ có thể hiểu ra được những cái độ phân giải là những cái ô vuông này này đấy. Một hình ảnh được cấu tạo từ rất là nhiều ô vuông hoặc là hình tròn rất là nhỏ ti mà chúng ta không thể thấy được đó. Nó càng nhiều thì độ phân giải nó càng cao thì nó càng rõ nét và nó máy tính nó sẽ hiểu được đấy, và nó sẽ tự động vẽ cho chúng ta đấy. Thì ở đây nếu như mà chúng ta lựa chọn một cái hình mà nó chúng ta down
trong quá trình các bạn làm áo thì có rất nhiều hình khách hàng gửi qua, nó rất là rõ chứ không phải là như thế này đâu. Có nhiều hình rõ, các bạn cứ thử tìm thử 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 tìm trên internet mà xem, rất là nhiều luôn. Đây giả sử cái hình này cũng chưa đến độ mức độ rõ nhưng tôi vẫn có thể convert lại xem nó là nó sẽ đưa ra một cái hình nó tạm được nhá. Những cái hình mà nó độ phân giải tốt hơn, lớn hơn thì nó chắc chắn nó sẽ convert ra được. Đấy. Còn bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm kỹ hơn một tí nữa, nó sẽ ra được rõ hơn một tí. Rõ hơn một chút nhá. Đấy. Bây giờ các bạn cũng bấm chuột phải vào ở dưới này. Chúng ta có 3 phần, đó là outline này, hoặc là quick quick ngay lập tức làm của nó sẽ tự động ra luôn. Còn bây giờ dưới này chúng ta có nhiều chế độ chúng ta chỉnh, có thể là logo, line hay là những cái thể loại khác. Đấy, ví dụ tôi thử ví dụ hai này nhá. Ở đây thì nó cho phép chúng ta điều chỉnh ở mức nhiều mức độ là rõ hay là mờ, hoặc là chế độ làm mượt của nó rất là nhiều. Thì tùy mà chúng ta có thể kéo sao cho phù hợp mà chúng ta cảm thấy là mình có thể xài được thì các bạn cứ điều chỉnh ha. Đấy. Cứ điều chỉnh đến mức độ đến khi nào mà mình cảm thấy nó tạm xài được, sau đó mình chế thêm chứ không thể nào nó ra một cách chuẩn xác được. Ra chuẩn xác khi và chỉ khi đó là một hình cực kỳ rõ và nó dễ. Rồi, bây giờ tôi đã xử lý xong cơ bản như thế thì rõ ràng các bạn xin xem hai cái hình này. Ở đây chữ thoại nó không có cái chữ màu xanh trong chữ A. Rồi chữ của một nó cũng không thể rõ ràng đấy. Thì chúng ta qua một vài bước cơ bản thì nó đã rõ được như thế này, nó đã giải quyết được chúng ta một cái vấn đề rất là lớn. Đấy, đặc biệt là gì đối với áo in áo lớp thì nó đâu cần phải chúng ta phải đúng đâu. Chúng ta chỉ convert lại nó cỡ khoảng 80 90% nó là ok rồi. Thì nó đỡ đi chúng ta rất là nhiều nhá. Đỡ rất là nhiều luôn. Nếu các bạn không biết công cụ này thì thực sự đây là một điều rất là đáng tiếc đấy. Tôi sẽ tạo một lớp nền màu xám rồi đưa vào xong xem các bạn thấy nó là ok chưa nhá. Đó, chúng ta để với một nền trắng thì nó sẽ phát hiện rất là nhiều lỗi. Thay vì thế tôi sẽ đưa vào một cái nền màu xám chẳng hạn. Tôi khóa này lại. Bây giờ chúng ta sẽ nó convert rồi nhưng mà nó vẫn có một vài cái dư thừa, ví dụ màu trắng này. Đó, thì chúng ta sẽ xóa đi. Sau khi convert chúng ta Ctrl U, sau đó xóa đi. Đó, cái chữ này cũng vậy, chúng ta xóa đi. Đấy. Thì có phải là chúng ta có một cái file vector cho chính chúng ta hay không? Đấy. Ở một cái số cái trường hợp này nếu các bạn có thời gian thì có thể chỉnh, còn nếu không thì cũng không quan trọng. Nếu chỉnh thì chúng ta vẫn là vector thôi, điều nháy đắp vào và bắt đầu điều chỉnh này. Đấy. Tuy nhưng mà khi mà các bạn điều chỉnh thì các bạn sẽ mất rất là nhiều thời gian và phải làm sao cho kỹ, bởi vì là nó đã chuẩn rồi. Nó theo những cái lập trình của máy tính nữa, bản chỉnh thì ví dụ như này. Nó ban đầu nó như thế này. Mà bây giờ các bạn chỉnh hình trên to hình dưới đúng không? Thì các bạn phải thấu hiểu nó. Các bạn phải lấy cái trên đè cái dưới, xóa nó đi những chi dư thừa. Nếu không các bạn cắt đề can hay in gì đó thì nó có thể nó sẽ bị sai. Cái phần đó thì các bạn sẽ tự linh động, tôi không bao giờ mà chỉ hết được. Bởi vì là tôi không biết được là các bạn đang làm cái gì và cái mục đích gì để mà tư vấn cho đúng. Đấy. Tuy nhiên thì khi các bạn vào nghề thì chính cái nghề nó sẽ tự dạy cho các bạn thôi. Đấy. Chỉ cần một thời gian nó sẽ là hiểu. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đối với cái hình này đi. Chúng ta bấm chuột phải hoặc có thể là bấm ở chỗ này hoặc có thể là vào chỗ bitmap này. Rồi là chỗ đây. Các bạn thấy không? Outline này. Đó, vẫn làm như tôi đi, cứ làm theo thế, nếu có thời gian cứ nghiên cứu hết tất cả các công cụ xem nó là như thế nào. Đấy. Tích những cái dấu cộng dấu trừ này thì nó cũng cũng không quan trọng lắm, nếu khi ban đầu mặc định thì nó rất là hay là nó sẽ tự động định vị được cái việc đấy. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta cảm thấy chưa hợp lý thì chúng ta sẽ kéo nó.
nếu mà tăng mà cái mức ký dấu cộng này này nó sẽ kỹ, nhưng mà nó sẽ kỹ quá, nó làm tốt quá, nghĩa là nó nhiều khi nó lại ra những phần dư thừa không cần thiết, bởi vì cái phần dấu trừ chính là cái phần làm mịn, nó làm mịn hình in cái hình. Với dấu cộng thì nó rõ thì những cái nó sẽ tạo những cái đường đường nó tách ra tùm lum, đôi khi nó làm các bạn mệt hơn. Đấy, rồi tôi kéo cái này qua đi, tách xong tôi kéo qua, copy qua. Nếu các bạn muốn tạo cái lớp nền xám này lớn hơn thì các bạn phải mở ra nó ra nha. Nếu các bạn chưa biết thì tôi cũng đã từ mới hơn nói xong đấy. Rồi bây giờ Ctrl U này, xóa đi những cái này, xóa đi. Đây, nó dư thừa không cần thiết, xóa đi. Chữ O này, CH này cũng vậy. Giả sử là đó, thì nó cho tôi cho là nó đã được khoảng độ 9 điểm rồi. Các bạn hiểu không ạ? Nó đã được 9 điểm rồi thì chúng ta có thể điều chỉnh thêm để nó được 10 điểm. Đơn giản vậy thôi. Còn nếu các bạn nhát, các bạn không muốn làm thì cứ để thế thôi. Tôi cũng cái đó tôi cũng bó tay, bởi vì là vẽ được một cái hình in như này cực kỳ lâu. Cực kỳ lâu luôn các bạn ạ. Khó lắm. Mà tôi chấm cái này là 9,5 điểm rồi đấy, chứ không phải là 8 điểm, 8 ít nữa đâu. Các bạn được như thế này, tôi nếu là tôi bấm in luôn. Tôi bấm print luôn đối với in nhiệt, chuyển nhiệt. Hoặc là in lụi thì tôi tách màu luôn, tôi không phải làm như này nữa. Đấy. Sẽ còn nhiều vấn đề mà các bạn sẽ phải tìm hiểu và học thêm ở những cái này, nhưng tôi sẽ nói sơ qua về convert lại là như thế nhá. Đối với hình này thì sao? Thì nó cũng hơi mờ quá, hơi khó. Hơi khó thì chúng ta vẫn thử làm xem nó có ra gì không. Đấy, nó chỉ ra được những cái chi tiết nó như thế này thôi. Cái máy tính nó chỉ hiểu là chúng ta làm cần làm ra như thế này. Đấy. Tuy nhiên giả sử nhưng mà bây giờ tôi làm như hồi nãy thôi, vẫn là như này, vẫn cho là outline đi phần dưới này thì nó cũng được một phần nho nhỏ thôi. Đấy. Nho nhỏ thôi. Đây giả sử như này, tôi sẽ đưa vào một cái để chỉnh cho các bạn luôn nhé. Ctrl U này. Rồi. Tôi copy. Chưa biết cái này nhỉ? Nó tựa tựa như quick 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 thế thôi, nó rõ hơn nhưng mà đồng nghĩa với nó không mượt bằng. Đây, các bạn chuột phải vào cái màu đỏ này nhá, có nghĩa là ở trong cái hình này chúng ta có thể không lấy được chữ, nhưng chúng ta có thể lấy được cái đường viền và những cái ô tròn và những cái cơ cơ bản, thì chúng ta sẽ gì, chúng ta sẽ chỉ cần đánh những cái chữ này, đánh những cái chữ này vào là xong rồi, thêm bớt những cái dấu chấm này này đúng không ạ, các bạn đưa vào các bạn ghép. Còn nếu mà các bạn cảm thấy chi tiết nó đơn giản quá tự vẽ thì ok vẽ luôn cho nó nhanh. Vừa học luôn. Rồi ok, bây giờ chữ get you này xem. Nói chung là như thế nhá, nó chỉ được như thế, các bạn nên nghiên cứu cái công cụ của tôi đó đi rồi rồi xem như thế nào. Rồi tôi xóa những cái này đi nhá. Như vậy là cái phần con vật lại nó là như thế. Tách màu đúng không ạ? Tách màu thì các bạn hồi hôm qua chúng ta là đang làm ở đây này. Thì lấy cái ví dụ này luôn đi ha. Lỗ 9A này các bạn để thế cắt. Đấy. Ở đây máy cắt đề can thì hay là một cái gì đấy, nếu các bạn in chuyển nhiệt thì các bạn chỉ cần đưa cái hình này vào là giữa khổ giấy và bấm print là xong. Nhưng cái này nếu là cắt đề can thì các bạn sẽ bitmap. Tôi từ từ các bạn, tôi sẽ nói lý do trước. Cái này nếu như là máy cắt đề can thì chúng ta sẽ bỏ ra một lớp nền, rồi chúng ta sẽ thấy, nó sẽ thấy tất cả những cái đường viền. Đấy. Có nghĩa là cái máy nó sẽ cắt tất cả những cái gì có đường viền là nó cắt. Hiểu không ạ? Có đường viền là nó cắt. Đấy. Nó không kể gì cả. Nó cắt choe choét hình của chúng ta. Đúng không ạ?
Thì muốn chúng ta cắt được những cái này thì rõ ràng chúng ta cần phải làm sao để cho cái máy cắt DK nó hiểu được, nó phải có một cái đường viền, nó những cắt theo những đường viền mà chúng ta cần sử dụng. Nói như vậy có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là như thế này, để tôi ví dụ cho bạn. Giả sử tôi muốn in màu đỏ. Tôi muốn in màu đỏ đúng không ạ? Tôi muốn in cái này là màu đỏ. Thì tôi sẽ chỉ cắt làm sao để trừ ra mỗi màu đỏ thôi. Chứ ông mà cắt những cái đường tùm lum tà la, ví dụ để xem máy nó cắt ra cái gì. Nó vẫn cắt ra một cái hình bựa như thế này. Làm sao mà chúng ta làm được đúng không ạ? Thì chúng ta phải cần một cái công cụ khác, đó là chúng ta phải vẽ tự động, chúng ta phải chuyển nó thành hình ảnh. Ví dụ ở đây tôi giả sử tôi cho nó lên 300, tôi ví dụ như thế đi. Sau đó tôi sử dụng công cụ vẽ tự động như cái tôi vừa nói. Đấy. Tôi khẳng định với các bạn là rất nhiều bạn chưa biết cái điều này. Rất là nhiều người chưa biết và chưa dùng được và chưa thể tận dụng được vấn đề này trong vấn đề in ấn. Các bạn chỉ biết là cắt đề can và cắt tên số với những thứ nó đã có sẵn thôi. Còn đối với những cái file mà in màu đỏ màu đồ này thì các bạn sẽ phải vẽ lại từng tí một. Và tôi nói với các bạn đó là bởi vì sao? Bởi vì là chỉ có nghề của chúng ta mới biết được là chúng ta cần cái gì và chúng ta sẽ phải làm gì để đưa ra một cái hình in. Chứ không phải là một cái chương trình đào tạo nào đó của Corel hay là gì cả. Các bạn có thể học cả tháng biết được những cái này, nhưng nhiều khi là không có tận dụng, không dùng đến hoặc là không đúng cái mình cần. Đấy. Đây là tôi nói các bạn thực sự là như thế. Nhiều người vẫn là phải vẽ lại từng cái màu sắc như thế này. Thì bây giờ tôi đã hướng dẫn cho các bạn như này. Đó là các bạn sẽ phải vẽ lại tự động cái này. Và cuối cùng thì các bạn sẽ Ctrl U nó ra xóa cái màu trắng. Thì có phải là máy cắt đề can bây giờ nó đã cắt cho chúng ta ra được những cái... Các bạn, tôi sẽ cho nó to lên. Đó, nó cắt được đúng ý chúng ta chưa? Born to be together. Đó, và cái những cái màu đỏ đúng ý chưa? Như vậy chúng ta có một cái khung để chúng ta in được chưa ạ? Màu đỏ được chưa ạ? Xong chưa ạ? Đây là màu đỏ. Tương tự màu xanh chúng ta cũng làm như thế này. Chúng ta cũng làm y như thế. Được chưa? Vẫn là tại sao tôi lại chuyển thành hình ảnh? Bởi vì là máy tính nó cần như thế. Máy tính nó chỉ có thể hiểu là tôi sẽ chuyển từ một hình ảnh rõ thành một file vector. Thành một cái này làm rồi hả? Cái này làm rồi. Bây giờ cái này tôi cần phải chuyển thành hình ảnh rõ, sau đó chuyển thành file vector thì tôi hiểu. Còn ông đưa ra một ông không có, ông không phải hình ảnh thì tôi không có biết, tôi không biết. Đấy, đó các bạn thấy đúng không, nó tách ra đúng ổn định không? Đó, đây là cái màu gì? Đây là cái màu xanh đấy. Đó, rất là tối ưu và rất là tuyệt vời. Tôi yêu rất là tuyệt vời luôn. Bởi vì trên này á, là nó có thể cấu tạo của cái máy in in phim á. Thì nó không in màu trắng. Nó chỉ in màu đen thôi. Để màu trắng thì nó in ra. Nhưng bây giờ máy cắt decal chúng ta cần phải làm như thế này. Đấy. Rồi. Có cái giải pháp nào tốt hơn không? Có. Bây giờ chúng ta sẽ là thực hiện một giải pháp như thế này. Đó là chúng ta sẽ chuyển toàn bộ cái hình ảnh này thành một cái file như thế này. Đó, và chúng ta bấm vẽ luôn tự động lại. Clip này các bạn nào mà bỏ qua thì nó rất là đáng tiếc. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn sẽ không biết làm. Đấy, trong cái CG của tất cả bài học nào cũng đều rất là quan trọng. Những bạn nào mà cứ chỉ thích lướt. Một video tôi có thể làm ra cả tiếng đồng hồ, các bạn chỉ lướt trong vòng 3 phút thì cũng được thôi. Nhưng mà rất là phí. Bởi vì là nếu mà nó bỏ qua thì các bạn sẽ bỏ nghề. Tức là không phải bỏ nghề mà là các bạn sẽ vô tình là chán nản, mà không có
không hiểu được vấn đề ấy. Kiểu là không hiểu vấn đề thì là bỏ cuộc giữa chừng thôi. Đấy, bỏ cuộc giữa chừng. Bởi vì họ đang tìm cái họ cần nhưng lại họ lại xem được quá nhiều sự dư thừa trong video. Nhưng mà tôi cần phải làm như này cho những người mới. Đấy. Rồi, như vậy như thế này thì cái máy tính nó sẽ máy cắt đề can nếu như nó cắt nó sẽ hiểu như thế nào nhá. Các bạn sẽ bỏ đi lớp màu thì chỉ còn lại đường viền. Thì có phải là nó thấy các bạn nó cắt đã thấy hợp lý hơn hồi nãy chưa? Từ một cái hình ngoe ngoét như thế này. Thấy chưa? Bên phải này mà nó ra một cái hình bên trái nó đã ok chưa? Nó chuẩn chỉ, nó chả có sự dư thừa gì cả và nó rất là tuyệt vời. Và tôi cho rằng đây là cái công cụ mà tôi thấy nó tôi dùng nhiều nhất và tôi cảm thấy là nếu không có nó thì mọi chuyện nó sẽ thực sự rất là rắc rối và không thể làm được việc được. Đấy. Rồi, thì tại sao tôi lại tôi lại cho rằng cái này là hay bởi vì là như này này. Copy ra nhiều bản nhé. Ví dụ các bạn muốn in, giả sử các bạn là rồi, bên này nó có đầy đủ màu rồi, bây giờ còn lại màu đen đúng không ạ? Thì việc của chúng ta là gì? Là màu đen thì không nhất thiết nhá. Màu đen thì để thế này cắt luôn. Đấy, cắt luôn. Nó xóa cái màu màu trắng này là xong. À không, các bạn sẽ gộp hai cái màu trắng và màu xanh này chung này. Đấy. Và những cái sự dư thừa này thì các bạn sẽ cắt đi. À cái này gộp chung luôn. Phải gộp chung để là cái này trong phần in lụa mà thực sự là để học cái này các bạn phải tư duy nhiều nhá. Nếu không là các bạn sẽ tách màu không đúng. Tách màu dư thừa không đúng. Bởi vì là cái chỗ này là màu trắng nhá. Màu trắng nó không có màu đen thì chúng ta phải bỏ đi hết đi. Đó, kể cả trong này cũng vậy, phải bỏ đi. Bỏ hết những cái màu. Đấy, cái đó thì sau này các bạn sẽ tự hiểu thôi. Còn bây giờ nếu như là các bạn in như hồi nãy thay vì chúng ta phải làm từng tí một thì bây giờ màu đỏ này bấm vào đây. Bấm vào đây, bấm vào đây, bấm ship nhá, bấm ship, chọn những cái gì là màu đỏ thì các bạn bấm ra rồi chọn thêm to be together đó. Đây có phải là màu đỏ không? Kéo ra đấy. Kéo ra là xong đấy. Màu đỏ đó. Đó, cả Ctrl G nó lại, tức là gộp nó lại. Hoặc là không Ctrl G thì các bạn sẽ cho luôn vào cái này này. Cho vào gì? Đó, chung nó lại. Tuy nhiên thì làm thế thì có những phải xóa cho hết những chữ B chữ R này. Các bạn để có chi tiết trong là nó sẽ gộp hết vào. Đó, thì các bạn hiểu chưa? Các bạn nếu chưa hiểu thì các bạn sẽ phải làm như tôi và sau tư duy thêm. Nè. Như vậy là chúng ta đã đi qua xong cái phần này. Một là convert lại hình, hai là gì ta? Hai là hướng dẫn tách màu cơ bản để cắt. Đó, tôi đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Đó là xử lý từ một vector thành hình ảnh và từ một hình ảnh thành một vector. Đấy. Có phải không ạ? Hướng dẫn tách màu cơ bản cắt là xử lý. Ghi thêm đây nhé. Hình ảnh vector. Từ vector chuyển qua hình ảnh. Đó, để mà vector chuẩn nhé, hình ảnh vector. Kiểu kiểu là thế. Thì ở tiếp phần tiếp theo sẽ là một cái phần quan trọng trong phần áo thể thao. Mà tôi các bạn xem nhé, vì vì nó tôi đã làm trước bảy hình như là 5 rưỡi thì phải, nhưng mà tôi vẫn còn rất là nhiều giá trị để các bạn có thể làm phim đồ nhanh hơn. Các bạn xem tiếp nha. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một clip thực hành với một cái sản phẩm thực tế. Đấy, thì ngoài những cái video đưa clip hướng dẫn thì tôi sẽ làm những cái video mà hướng dẫn thực hành trực tiếp đối với những sản phẩm thực tế. Thì trong quá trình vừa thực hành thì tôi vừa nói về giải thích những cái hành động của mình. Đấy.
thì các bạn chỉ cần làm theo là ok ha. Rồi tôi sẽ xử lý cái vấn đề này. Ví dụ khách hàng mới nhắn cái việc này để lấy hết trong vòng hàng trong tối nay thì tôi sẽ phải xử lý những đơn hàng này. Đối với cái này thì chúng ta sẽ bấm vào và lưu về, ví dụ ở desktop, hoặc tạo một thư mục ở màn hình. Đấy, các bạn tạo một thư mục riêng của mình. Đấy, nếu như để download nhiều quá thì nó sẽ rất là mệt. Ví dụ đó, ghi lại như vậy cũng được, tùy các bạn đặt tên. Giả sử lưu vào đây. Rồi logo nữa, các bạn lưu hết vào. Khi họ gửi bất cứ một cái thứ gì chúng ta đều đưa vào ha. Chúng ta hoàn toàn đưa vào. Bây giờ chúng ta có thể kéo trực tiếp từ đây vào này, kéo từng cái một vào, hoặc có thể import trực tiếp nhé. Chuột phải này, import, tìm đến cái thư mục hồi nãy để tốt đấy. Nếu các bạn biết rồi thì mọi thứ nó rất là dễ. Còn một số bạn kém về IT, tức là về máy tính cũng rất là yếu, một số bạn thì cứ thế đặt ra câu hỏi và tự tìm trên Google nhé. Tôi chỉ hướng dẫn những thứ mà chúng ta cần được phải hướng dẫn thôi ha. Rồi cứ để thế rồi đã. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn vào đây. Đấy, họ yêu cầu như thế nào và chúng ta phải đây. Chúng ta phải cần phải đọc thông tin in màu đỏ theo viền áo, tức là màu đỏ. Rồi. Đó không phải là điều quan trọng ha. Chúng ta đi chia ra từng đơn ra. Đó, ví dụ anh này, đó có phải không? Chúng ta cần phải chia ra rõ ràng ra. Đấy, không có lại là nhầm lẫn là chết dở nhá. Nhầm lẫn là chết dở. Rồi. Bây giờ xử lý từng đơn một. Bây giờ cái này bỏ riêng ra, bây giờ kéo các bạn kéo này rộng ra một tí này, kéo lên trên cao này. Đấy, rồi, việc của chúng ta là lưu là đầu tiên. Đây là vấn đề quan trọng, lưu. Đấy. Lưu vào thư mục của mình. Đấy, để mà sau này mình còn tìm kiếm lại nữa. Ví dụ ngày hôm nay là ngày tháng 9, ngày 19. Đây, anh dùng. Rồi, để đó. Nhấn vào đây. Cái máy này của tôi đang hoạt động rất là nhiều phần mềm, rất nhiều thứ. Cho nên là bây giờ nó phải nó nặng hơn một chút so với cái máy mà tôi chuyên dùng cho Corel. Đấy. Thì bây giờ chúng ta này nhảy vào cái chữ đây, chữ, và chúng ta đánh một loạt, tức là chúng ta bấm vào một bên đây này, thấy chưa? View A cộng Enter. Đánh hết toàn bộ, sau đó là gì? Sau đó là xử lý, phần sau mình xử lý đúng một lần và hết luôn nhá. Xử lý một lần hết luôn, chứ không phải là nhiều bạn là đánh từng cái rồi là làm từng cái. Đặc biệt trong cái vấn đề này thì tôi chỉ nhắc nhở các bạn là đánh và kiểm tra nó thật kỹ vào. Vì sai một chữ là chúng ta sai một bộ áo quần. Mà sai một bộ áo quần là mất tiền. Mà mất tiền, ngoài mất tiền thì chúng ta phải đi tìm lùng tìm mua một cái bộ đó cho khách hàng đó thì thực sự là rất là khó. Chỉ một hành động nhỏ mà mất một đơn, cả một đơn chứ không dễ nữa các bạn ạ. Đây,
Còn chữ này thì các bạn cứ đánh từ từ vậy thôi, cũng không nhất thiết phải đánh làm gì cho nó. Ai làm nhanh đánh nhiều thì nó quen. Tôi giờ nhân viên làm rồi thì tôi cũng rất là ít làm những cái này. Đấy. Ngoài ra có chữ thanh như FC. Chúng ta in 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 hoa như vậy luôn. FC. Rồi, đây là mục đầu tiên. Đấy, chúng ta đánh ra. Lát nữa chúng ta sẽ ghép số vào. Đây, tiếp tục là anh này. Chúng ta lại tiếp tục bấm lưu nhé. Nhớ là phải bấm lưu liên tục. Đấy, hoặc các bạn một số bạn cài cái chế độ lưu tự động gì đấy. Tùy các bạn nhé. Đấy, đánh này, cứ đánh người làm ào ào đi. Cái vấn đề mà in hoa thường là thì tùy nhé, tùy các bạn có thể là sử dụng khi cái điều chỉnh đánh xong điều chỉnh một lần cũng được đấy, tốt nhất là như vậy đấy. Hoặc là tôi thì nhiều người là in hoa in thường tùm lum tà la cho nên là nó không giống nhau, cho nên là nhiều khi đánh như thế này cũng có cái hay. Thôi tôi sẽ đánh một loạt đó nha, không cần hoa thường gì cả. Sau khi chúng ta đánh hết thì chúng ta bấm vào đây này, test này, trên xin khai, chúng ta sẽ điều chỉnh thành cái mà chúng ta muốn, ví dụ như là in hoa chữ đầu tiên. Ok, như vậy là xong. Đấy, chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa xem nào. Viết Khánh Minh Quân Đình Quốc Ngọc Thắng Duy Thanh Xuân Duy Trọng Bình. Đây, Trọng Bình chúng ta sai. Tôi đang làm một cách thực tế nhé, để lát ra in luôn. Hoàng Giang Long Bảo Minh Hưng Quang Luận này. Đấy. Huỳnh Thiều Minh Thiệp Minh Trung. Kiểm tra là bước bắt buộc các bạn ạ. Đừng có tự tin vào cái việc đánh máy của chúng ta. Phải kiểm tra thôi. Giờ chữ HK này, cái này thì chỉ in đúng một 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 dòng này thôi, rất là dễ, phải không ạ? Các bạn để ý vậy cũng được. Rồi, như vậy chúng ta sẽ xử lý cái vấn đề này luôn, đơn này luôn, xong ha. Đầu tiên của chúng ta là phải đưa số, bộ số vào. Và bộ số thì chúng ta cần phải làm những cái bộ số thân quen của từng khách hàng đó. Và tôi phải truy cập vào một cái máy khác để lấy cái phông số. Rồi, chúng ta copy cái phông số này vào. Tôi hướng dẫn như thế này thì tất cả ai chưa làm hoặc đã làm thì không nói, nhưng chưa làm vẫn có thể làm được. Các bạn chờ một xíu. Đây, rồi bây giờ chúng ta sẽ copy ra thành nhiều bản nhé, đừng có copy một cái,
Cóp thành nhiều bản dùng. Đấy. Và bây giờ chữ của này là gì? Kích thước của nó như thế này, 6, chiều cao 6, chiều rộng khoảng độ 23 24 là được rồi. Vì chữ nó ít, nó cũng không lớn lắm. Vừa thôi, cũng không nên to quá. Đấy, chúng ta mới bắt đầu mới copy ra. Đấy. Copy thì cần nhấn Ctrl và kéo nó ra là được ha. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ có bao nhiêu bộ đây? 11 bộ phải không ạ? 11 bộ. 1 1 2 3. Rồi. Chúng ta sẽ copy ra thôi. Bấm Ctrl kéo qua, sau đó chuột phải đấy. Như thế là xong thôi. Đấy. Còn bao nhiêu cái không quan trọng, từ từ chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bôi đen toàn bộ chuột trái nhé. Chuột trái kéo toàn bộ và bấm Shift E. Đó, nó sẽ tự động cân đối cho chúng ta. Đấy. Sau khi chúng ta bấm Ctrl Shift E thì chúng ta sẽ kéo cái này xuống để mà đánh số vào. Đặc biệt là nếu in ở ngoài, thực tế ở ngoài in ra giấy rồi thì lại càng nhanh. Đấy. Như vậy là đây là có số này, 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12. Vậy thì chúng ta chỉ cần là đưa vào thôi. Đúng không? Nếu như nó theo một cái, không theo một trình tự nào thì không cần thiết phải sắp xếp gì cả. Đây, tôi chỉ sắp xếp cho nó 9 rồi 10. 10 thì chúng ta có 10 11 này. Đấy chưa? Copy Ctrl G nó lại. Số 10 cũng vậy, Ctrl G nó lại. Thấy chưa? Số 12 này cũng Ctrl G nó lại. Đấy. Đưa vào cái cuối cùng. 10. Thấy chưa? Các bạn rồi. Các bạn bấm bôi đen toàn bộ số, bấm E cho nó đều, thẳng đều cái đá, kéo nó lên. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ căn chỉnh cái số 2 này thật chuẩn này bằng cách bấm số 2 dưới chọn Shift, bấm số 2 vào phím chuột trái, nhấn phím Shift chọn chữ ở trên và bấm phím C để cho nó căn ở giữa. Đúng không ạ? Đây, để tôi đếm này, để tên này có bao nhiêu cái, 5 này. 5 à, đây dư rồi. Đấy, số 12 cũng vậy, tôi cũng bấm Shift chọn cái tên, bấm C, dòng chữ tên. Và bây giờ khi mà hai thằng này nó đã đúng rồi, đầu và cuối đúng, thì chúng ta bôi đen toàn bộ cái số và bấm Shift E. Tức là Shift E và Shift C, các bạn hiểu không ạ? Nó tự động căn chỉnh đều cho chúng ta, khoảng cách đều ra. Đấy. Và đây là như vậy là chúng ta đã làm xong. Xong rồi thì bây giờ chúng ta Ctrl G, Ctrl G. Đấy. Ctrl G toàn bộ từng cái một ha. Hết luôn. Đấy. Như vậy xong rồi, thế chúng ta bấm gì? P. Đấy. P. Đấy. Bấm từng cái một. Đấy. Video clip này thì các bạn có thể xem hoặc không xem, không quan trọng. Bởi vì đây chỉ là một video mà tôi làm thực tế cho cái sản phẩm, cho khách hàng của chúng tôi. Đấy. Thì tôi chỉ muốn quay thực tế để các bạn nhìn nhận nó rõ ràng hơn về một cái buổi thiết kế, một giờ thiết kế. Đấy. Chứ còn các bạn không nhất thiết phải xem, mình có thể biết rồi thôi, không cần phải xem gì cả. Đấy. Tiếp tục đơn tiếp theo. Cái một cam này thì họ yêu cầu đó là gì ạ? Logo chuyển sang màu đen in đậm bụng. Là cái logo này đấy các bạn ạ. Nhiều người nhắn tin qua, các bạn chờ một xíu.
Rồi ok. Chúng ta tiếp tục. Cái này thì chúng ta phải thiết kế thôi. Riêng logo này chúng ta phải thiết kế thôi. Chúng ta đánh vào. Bạn bấm lưu đi, là các bạn bấm Ctrl K nhé, để cho nó tách ra. Đấy. Không nhất thiết phải đúng đối với đồ đá banh. Không nhất thiết phải đúng nhé. Không nhất thiết. Chúng ta cần phải nói rõ ràng với họ từ trước. Khi chúng ta làm, chúng ta gửi cho họ duyệt. Đấy. Còn nếu không thì các anh có thể gì? Ừ. Các anh có thể gì? Cứ bảo họ gửi cái file của mình, của họ. Còn chúng ta gửi ngay sơ sơ như vậy, chúng ta làm sao mà xử lý được, đúng không ạ? Chúng ta có thể làm to hơn một tí, thuận tiện hơn cho chúng ta. Đây, ở chỗ này thiết kế như thế này, bây giờ bảo nó chuyển thành một màu đen là hơi bị khó đấy, đúng không ạ? Hơi bị khó đấy. Ừ. Như vậy cái này thì chúng ta sẽ phải vẽ từng đối tượng thôi. Nên, à không phải cái này. Rồi, tâm khi chúng ta được một cái viền ngoài rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ phải xử lý những cái này. Đây. Vẽ từng cái một, phải không ạ? Cái phần này chúng ta có thể linh động Ctrl Z này, Ctrl A nhé, bấm hai cái này này, luôn luôn bấm. Copy qua thôi. Ý của tôi là muốn đục cái lỗ chỗ này luôn, để chúng ta in lụa ở trước ngực luôn, không cần thiết phải in nhiệt nữa. Đấy, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vẽ cái ở giữa này. Thực ra thì chúng ta tốt nhất nên vẽ theo kiểu khác. Vẽ thêm những cái đường vòng cung theo kiểu hoa để cho nó cắt nhau, dính luôn. Đấy, nhưng tôi đang thực hành theo kiểu này. Rồi. Cantona. Đấy, như vậy thì bây giờ rõ ràng là bây giờ chúng ta bôi đen hết cái này thì bỏ cái ngoài. Đấy, là chúng ta được một cái hình này đúng không ạ? Giả sử chúng ta đổ màu này. Đấy, chúng ta Ctrl G nó và chúng ta bấm như này, bấm chọn. Các bạn phải lưu lại nhé. Đấy. Lấy cái này, bấm Shift chọn hai đối tượng này, bấm cái thứ hai này này là nó sẽ xóa đi, tức là lấy cái trên xóa cái dưới. Đấy. Và bây giờ chúng ta được một cái hình mà đã bị xóa đi. Đấy. Tóm lại là như thế thôi là được rồi. Theo tôi cũng không cần thiết lắm. Đồ đá banh thì thế là ổn rồi, đúng không ạ? Đấy. Đây chúng ta cái này chúng ta không 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 khớp thì chúng ta cần phải xóa thêm cái này cho nó đẹp đi. Đây. Nếu như chúng ta làm đồ công ty thì bắt buộc phải đúng. Nhưng đồ đá banh thì gần như là họ làm cách nhanh chóng lắm, không cần thiết lắm. Đây. Bạn kéo đúng kích thước luôn, nằm ngang. Kích thước in ở dưới ngực thì khoảng độ 24. Ở giữa bụng, dưới ngực.
24 là cũng nhiều rồi đấy, 23 thôi ha. Rồi ok, để đấy. Và chúng ta lưu lại qua một cái trang. Rồi. Tiếp theo, xử lý ông này. Ông này chúng ta cần phải đổi phông. Bấm vào chữ U hiển thị ra những cái phông Việt. Tùy thôi, tùy mình thích cái kiểu nào thôi. Rồi, kiểu này cũng được ha. Quốc luôn đi. Thì chúng ta cần phải kéo nó ra ở một khoảng nào đấy. Bây giờ chúng ta sẽ bấm Ctrl K, nhảy vào một cái chữ. Ctrl K để giải nén, còn bấm nhảy vào đây để xem chữ nó, chiều cao của nó đã ổn chưa. Là đây là 36, nhưng mà chiều cao của thằng này là cả cao và rộng đều chưa ổn. Đấy, chúng ta kéo cho nó cao lên một tí. Bây giờ nè, bây giờ là 48, cái chữ không dấu thì là 41, rộng thì 52, 55. Tôi thấy cũng khá ổn rồi, thực sự. Bây giờ chúng ta sẽ kéo những cái chữ nào mà ngắn quá thì kéo, không thì thôi. Còn to to quá thì là kéo vào. Nhiều người nhắn tin làm tôi phân tâm quá. Cái chuyện mà điều chỉnh như thế này tùy mỗi người có một cái cách nhìn riêng. Đấy, ý là ông như thế nào là đẹp và tôi như thế nào là đẹp, kiểu kiểu như thế. Đấy. Thì chúng ta sẽ nhìn nhận ra thôi. Thì bây giờ chúng ta cũng phải kéo theo thứ tự từ trên xuống nhá. Có nghĩa là chúng ta sẽ kéo sang ngang. Đấy. Không quan trọng, các bạn cứ cho nó ngang hẳn ra nhá. Đừng có để như này long đống đâu, để như này để cho nó theo thứ tự. Thứ tự của nó chứ không phải là để tầm bài là lát nữa các bạn làm sử dụng lệnh tự động nó sẽ bị sai. Theo thứ tự của nó từ trên xuống luôn. Đấy. Việc tiếp theo của bạn là bôi đen toàn bộ chúng và bấm E. Đấy, sau đó bôi lại một lần nữa để gì? Shift E. Để cho nó thẳng và cân đều. Rồi để đó, lưu lại cái đã tính sau. Bây giờ từ trên xuống ông là số mấy, số mấy, số mấy thì chúng ta sẽ phải đặt. Ví dụ ông này viết thành số 10 đúng không? Số 1 ok, cứ đó. 24 này. Khi các bạn đưa qua thì các bạn Ctrl G luôn, chứ không phải là để chờ để đó lát nữa. Nếu không Ctrl G nó sẽ bị sai. Nó chỉ đúng với cái đúng đủ số lượng đó thôi. 25. Mười lăm, mười một. Mười một này. Mười lăm này. Sẽ là 8, 20, 99. Cái vấn đề về khoảng cách thì các bạn tự căn thôi, nhìn đẹp là quốc thôi, không quan trọng ha. 27 17 17. Nếu như không căn thì lại chỉ bấm E để cho nó căn. Tôi sử dụng cái này gần như là tôi đều sử dụng cái tay luôn, ngón tay út của tay trái luôn luôn đặt ở Ctrl đấy, và để sử dụng những việc copy rất nhanh, copy và ngang bằng luôn nhé. Đấy. 14, 18 và 9. Các
Các bạn chỉ cần làm hai đơn thôi là quen liền. Chỉ cần hai đơn, tầm hai đơn hàng là các bạn đã quen rồi, quen cái xử lý và nó không bị rối trong cái cách mình làm. Mình không biết làm cái gì trước, không biết làm cái gì sau đấy, không biết phải phải bấm như thế nào, đánh ra sao, ghép chữ, ghép tùm lum ra sao ha. Rồi như vậy chúng ta đã bấm E để cho nó đều ngang rồi, không có lệch tí nào hết, căn rất chuẩn. Rồi bấm một, bấm shift chọn cái chữ ở trên và bấm C để cho nó căn giữa. Cái cuối cùng cũng vậy, bấm chọn shift cái trên ở giữa và chúng ta gì, bôi đen toàn bộ và bấm shift gì, shift E phải không ạ, để cho nó căn đều, so với cái đầu và cái cuối chúng ta sẽ đều nhau. Như vậy thì bây giờ nó đã đều toàn bộ rồi, các bạn có thể kéo lên một tí cũng được ha. Đấy, chữ thì toàn bộ chữ này các bạn có thể đổi màu tùy ha. Cứ thích đổi màu gì tí đổi sau. Đấy. Đấy, ok. Có số quần các bạn ạ, có số quần. Có số quần thì sao? Có số quần thì sao? Ok. Có số quần thì chúng ta copy thêm một cái nữa xuống dưới được ạ. Và cho nó nhỏ lại. Khoảng độ bao nhiêu phân? Số quần thì tốt nhất khoảng độ 89 phân là được rồi. Không cần to quá làm gì. Đấy. Số quần. Rồi số quần thì ok, như vậy thì chúng ta ghép luôn đi ha. Ghép luôn vào đây tờ giấy, một tờ giấy A4 chúng ta in 4 số quần đi. Không nên tiết kiệm quá, không quan trọng lắm, không nên tiết kiệm giấy quá, giấy thì nó rất rẻ. Giấy tôi đang xài là giấy có 300 đồng, không quan trọng. Không quan trọng về cái giấy ha. Mỗi ngày chúng ta làm ăn thua lỗ của tôi, có thể các bạn có thể mua giấy được đến dùng đến hết đời cũng chưa, cũng chưa hết tiền giấy. Cho nên là nó chả ảnh hưởng gì, quan trọng chúng ta phải làm nhanh để tiết kiệm thời gian. Đấy. Cắt ra nó nhanh. Đó. Rồi. Lại tiếp tục qua trang đúng không ạ? Đây, các bạn sẽ Ctrl G hết toàn bộ như hồi nãy nhé. Nhắc lại một lần nữa cho nhớ. Ctrl G toàn bộ chúng lại. Toàn bộ có nghĩa là toàn bộ tất cả, nhưng mà từng cái chữ, từng người một. Rồi, từ đây chúng ta lại tiếp tục bấm gì? Bấm P. Chúng ta cần phải sử dụng chuột linh hoạt nhé. Bấm vào cái chỗ này này. Tay đặt lên chỗ chữ P là cứ quất cơ thôi. Rồi, ok, xong đơn đó. Bấm Ctrl P là Enter là nó chạy ra thôi. Rồi, đơn này sao? Đơn này thì yêu cầu là có logo ngược trái và tên số thì có màu đỏ. Đúng ạ. Thì tất cả những cái còn lại thì các bạn có thể làm theo thôi ha, làm theo thôi, cũng như vậy thôi, cũng y chang như vậy, chả có gì khác cả. Một cái này cũng cứ chúng ta cứ chọn đúng phông của nó, thích chọn phông nào chọn đúng không ạ, thì làm Ctrl K cho nó tách rời ra đấy. Bây giờ cũng cũng vậy, kéo cho nó to ra. Đấy.
kéo cao lên. Ví dụ chữ A cộng này một mình nó thì chúng ta cần phải gì? Cho nó co một tí. Đây. Còn ông này xong nhỏ thế này nhỉ. Ông này thế thì cũng được rồi ha. Miễn các bạn thấy đẹp, khách hàng thấy đẹp là ok. Cái dấu cách chuyện này cảm thấy hơi nhỏ, cho hai dấu cách cũng được. Rồi như vậy là muốn in màu đỏ đổi thành màu đỏ thôi, đổi số thành màu đỏ nữa, và chúng ta cũng làm như cũ thôi ha. Đó, tức là cái đầy đồ này là có 3 dòng, các bạn làm cũng y chang như vậy thôi. Đấy. Không có gì khác cả. Đấy. Đó, 3 dòng thì có nghĩa là như thế này này. Đó, 7 cái đúng không? Đó, các bạn copy số từng cái một qua đây này. Và các bạn gì? Cái này cũng vậy, bấm chọn C này. Và tiếp tục bấm gì? Shift E. Như vậy là xong rồi, đúng không ạ? Lát mình ghép số vào đây, xong. Đấy, đơn giản thế thôi. Đối với phần bóng đá thế là ổn nhá. Đấy. Số thích màu gì dọn màu thì các bạn đổi từ từ từng số thôi ha. Tính sau ha. Cái nó quá dễ rồi. Đấy.